Dạ, con chào cô. Chào, chào cậu. Dạ, thì con có nghe cái tin nhắn của cô á, nhắn cho con là nói muốn gửi bốn con bé chó cho con á. Thì không biết bốn bé chó của cô hoàn cảnh như thế nào hả cô ha? Tại sao cô không nuôi nữa mà cô bàn giao cho con? Cô ơi, tại vì hoàn cảnh mẹ con cô á thì cũng lớn tuổi, sáu mấy tuổi rồi. Cô thì con gái nó mới nghỉ học, nó có 17 tuổi à, mà nó bị tai nạn cũng như mấy năm nay hai mẹ con đi làm mướn ở đây nè. Thì á, nói chung ở đây làm ở đây tôi dọn dẹp ở đây, còn con thì nó bưng bê cho nhà. Rồi cái đầu là bị tai nạn rồi cái đầu mấy ngày á, thì không có nhà ở, mướn trọ không à. Rồi cái đầu mấy mẹ con thì cũng như làm sống qua ngày, và thấy mấy bé chó nó bị người ta bỏ, nó đầu bạc đãi tội nghiệp quá mới đem về cưu mang. Rồi bắt đầu con nó bị tai nạn rồi trở lên thành phố rồi cũng khổ lắm, rồi cái đầu gửi cho người ta đỡ. Gửi đỡ thì người ta cho gửi đỡ, trong thời gian á là vừa xuất viện về thì người ta đuổi, người ta biểu phải đem đi hết. Rồi mẹ con á, thì con gái thì nó chưa có đi làm được. Cô có mình cô con dẹp đây nè để mà lo cho nhỏ con gái, rồi còn phải bốn bé chó nữa, rồi thiếu ăn, không có đồ ăn đó, không có đủ đồ ăn, rồi mấy bé nó đói. Cô thấy quá, cô thì nhịn đói cho nó ăn được rồi, mà có con cái nó không có đủ ăn, nó chờ cô vậy nè, tới tối giờ này về kiếm đồ ăn được đó thì mới cho nó ăn. Thành ra á, hoặc cô khổ quá rồi cô mang không có được, cô mới coi thấy cái máy ấm. Cô cũng là fan coi từ lúc mà bé bèn tới giờ, cô thấy trên đó máy của cậu á, cậu tất cả máy ấm thì có mình cậu là cô an tâm tin tưởng nhất, cô có lòng tin và tôn trọng cái người phúc hậu của cậu. Thành ra cô á điện để cầu cứu cậu á, giúp đỡ đầu giùm mấy bé nó có cơm ăn là cô mừng rồi. Chứ cô không có quyền lợi gì cho cô hết á, cô chỉ mong là cứu ra mấy đứa bé chó. Còn hoàn cảnh của cô á thì để sáng á, cô sẽ đào chụp cái nhà của cô qua cho cậu coi. Mẹ con có nhà ở, ra không có chỗ luôn, bây giờ nhà trọ người ta cũng đuổi luôn, rồi cái chỗ gửi đó người ta cũng đuổi nữa, thành ra giờ ra ngoài đường rồi đi làm gì nè, rồi tới tối rồi cột nó đọc này được kia, rồi sợ mấy người á, ở chợ người ta nói á, là mấy thằng nó bắt á, nó đi bán lò mổ. Với lại người ta nói khổ quá, mẹ con không có cơm ăn, rồi xung quanh đó người ta cũng cho gạo cô ăn, chứ nấu nó ăn mà không có đồ ăn. Thì bây giờ con nói cô nghe nè, là thứ nhất á, là nhà mình cũng ở nhà trọ luôn hả cô? Ở nhà trọ cô có cái trại mà lúc mà trước dịch đó mấy mẹ con á, đi làm công ty trên Bình Dương á, Nam Tân Nguyên rồi bị dịch bệnh mới đi về cho đọc này làm mướn ở đây. Ở nhà trọ ngày nào giờ không là cậu, rồi nhà nước cho được cái nền, cái khu chung cư mà nó có ít, nó có bên nè. Rồi bắt đầu ở bên chữ thập trước cô có hộ nghèo, rồi ta thấy hoàn cảnh người ta, ta cất cho cái trại ở, rồi mẹ con đi làm cái trên dịch bệnh ở dưới ở dưới này mấy cái thằng mà nó ngáo đá gì đó, nó ngáo đá, nó lại nó đập, nó thục cửa gì ở đầu chắc gì của cô chống lỏng hết trơn rồi. Với lại cây cũng mục hết trơn rồi, và mà nhà không có điện nước nữa. Trời ơi, ra ở nhà chồng mà cậu. Dạ mà chồng cô đâu? Chồng cô á thì đi theo vợ bé, bỏ năm đứa con, cô mừng bướng hồi nào giờ nuôi con, bây giờ có chồng có vợ hết ba bốn đứa rồi, còn có một bé mà bị tai nạn vừa rồi là cô cầu cứu cậu đó mà. Tại vì ở danh này nè, rồi cái đầu lúc đó cầu cứu cậu, cậu biểu chờ cậu chút đi, thì một chút đó ta làm thủ tục người ta chuyển đi thành phố, cô phải theo con lên tới thành phố. Rồi chạy về, rồi dòng họ mới mượn tiền người kia, người ta dai mượn chỗ này chút chỗ kia chút, đặng mà giải phẫu cho em bây giờ cũng như nó giữ được cái mạng thôi. Bây giờ là găng cỏ gì với lại đứt ngang đây, gãy cái hàm răng trên này, rồi đứt cái càm này, rồi gãy hết trơn răng này nữa. Trời ơi. Mà cô làm lương đỡ không, mà sao cô làm khuya với vậy, 11 giờ rồi mà cô chưa nghỉ luôn hả?
cậu thấy đó, bây giờ một đống đó, bây giờ đây là cái nhà hàng này là nhà hàng karaoke, người ta có khách hoài là mình phải người đại dọn dẹp xong mình mới được về. Có bữa cô làm cô đứng gần sáng 1 2 giờ, 2 3 giờ khuya vậy đó. Dạ, tại vì ở trên quê nó chân chỗ mấy con bé chó đó, tại vì không có chỗ làm, cô không có nhà, không có vốn buôn bán, rồi cũng không có chuyện làm, ta làm gãy ruộng thì không à, thành ra lúc cô đi bán vé số mà bán không có đủ sống á. Dạ, còn bây giờ con xuống đây làm là để kiếm tiền nha, cho mua đồ ăn cho mấy bé chó với lại con gái của cô, thành ra cô mới lại xin vô đây làm. Rồi thì bây giờ con nói với cô nè, chắc chắn cái điều mà con hứa giúp cô, con sẽ giúp cho cô. Thứ nhất con sẽ nhận nuôi 4 con bé cháu của cô ha cô ha. Thì Tôi nó khi cũng tầm tầm năm nay rồi cậu, dạ tôi thì khi nào mà cô có dịp lên Sài Gòn hay lên Đồng Nai gì đó, cô cứ ghé máy ấm của con, rồi con sẽ giống như là cô cứ rảnh rỗi khi nào hay có dịp nào cô cứ lên thăm mấy bé thoải mái nha cô ha. tôi cũng có biết là cậu cũng cho thăm và thành ra gửi cậu này để cho trước là cố mấy bé nó có chỗ ăn với nó no ăn no với rồi đầu sống của đó nó nghe kinh Phật này kia nó cho tốt, rồi rồi nếu mẹ con tôi mà có điều kiện thì cũng nó đầu lên tới để thăm đi mới đi là là chứ là còn cô nói sao, ai chối cô? con của cô á nó bán đất, có miếng đất cô ở đó, nó kêu bán rồi cô không chịu ký tên, cô không chịu ký tên rồi nó chói cô lại, chói tới 2 lần là dán băng keo lại rồi chở đang cứu chở tới bệnh viện rồi báo ta lên, báo ăn vàng ta lên, ta đăng cái tờ báo cô còn giữ tới bây giờ Trời đây. ơi, Bữa vậy hả? rồi chứ cô Sao tội nghiệp dữ vậy? Ồ, rồi rồi sao không ai thưa công an giùm hả cô? chuyện nó tới cô cũng không biết sao nữa, người ta cũng để luôn đã nói chuyện gia đình nữa thì để gia đình giải quyết đi, tại bằng cô cũng khổ, cô đi làm mướn không à, Trời rồi ơi. cô Mà bỏ đi bỏ con hỏi thiệt cô nha. Mà sao con có con ruột cô hả? con ruột cô không mà 5 đứa con ruột Trời ơi, mà cô con ruột gì mà sao mắc dạy dữ vậy cô ơi? con Bởi vì con mới nói bây giờ con thấy cô nuôi con chó nó hay hơn nữa. đó, thì bởi từ cái chỗ đó tôi rất nghe cái lời cái tâm sự của Tí Lê, nói Tí Lê nói Tí Lê á chẳng thà cứu con động vật á, mà nó rất là trung thành với tôi đi nó đói cỡ nào nó cũng chờ tôi về cho ăn, nó không có đi chờ mình, nó không có che chỗ nghèo. Tôi coi cái của cậu á, vì những cái lời nói của cậu mà tôi rất tôn trọng, tôi rất kính nể cậu, thành ra từ cái chỗ đó mà tôi coi từ đầu tôi nói không có bỏ một cái xót cái gì đâu, như vậy là về ngày về tôi cũng tranh thủ coi chút rồi mới ngủ tôi Rồi. chăm À, đẹp không bây giờ nó cũng nghe nè, báo thôi ơn mẹ cô làm việc tiếp cho người ta đi. đó cả nhà. Thì cả nhà cũng vừa nghe cái câu chuyện mà cái người cô này chia sẻ và khóc nức nở với lại Thi Lê luôn. Thì Thi Lê nói thật luôn, thì mấy ngày gần đây thì Thi Lê cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi cầu cứu về những bé chó mà trên đường đến Đồng Nai cả nhà. Nhưng mà Thi Lê đành đành phải coi như là mọi sự tùy duyên. Thi Lê không có mà đăng tải, không có kêu nhờ người ta quay Zalo hay đăng tải lên YouTube nữa. Tại vì thời gian gần đây thì Thi Lê nói thật luôn, có một cái máy ấm nhỏ nhỏ đang cô mang rất là ít chó luôn, thì đã lên tiếng và đã giống như nói riêng gì với Mạnh Thường Quân, mà Mạnh Thường Quân đó cũng đã từng hỗ trợ với lại cho máy ấm Thi Lê, nói là Thi Lê lợi dụng cái lòng mà thương hại của Mạnh Thường Quân, thương mấy con bé chó, quay những cái clip mà đau thương đau khổ về những con bé chó mà để xin tiền Mạnh Thường Quân, nói Thi Lê là đạo diễn rồi mướn diễn viên để khóc lóc rơi những giọt nước mắt đó để mà làm cho siêu lòng Mạnh Thường Quân, rồi Mạnh Thường Quân gửi tiền về. Thì những cái clip đó là coi như là nói Thi Lê dàn dựng hết trơn hết cả nhà. Thì nói thật luôn, thì Thi Lê nói thật luôn, không biết là cái máy ấm đó
tại sao mà lại soi mói bên mấy ấm Thi Lê như vậy. Thì Thi Lê có sao thì nói vậy đâu thôi, chứ nó thật luôn, Thi Lê không có làm diễn viên, không có làm ca sĩ gì hết trơn á, nên Thi Lê không có biết diễn như thế nào hết. Thì những cái trong cái đoạn clip, những cái lời nói của Thi Lê trong bụng nghĩ cái gì thì Thi Lê nói cái đó thôi, tại vì Thi Lê không phải diễn viên, Thi Lê cũng không có khóc được luôn nữa. Thì Thi Lê nói thẳng luôn, nếu mà cái máy ấm đó, máy ấm nhỏ nhỏ đó, nếu mà chắc chắn Thi Lê là diễn viên dàn dựng những cái đoạn clip mà những con bé chó cú lê lết trên đường, rồi trên đường đến lò mổ này nọ, thì nếu mà nói là Thi Lê làm đạo diễn thì hãy công khai luôn, lên trên YouTube của mình luôn, lên cái kênh YouTube luôn, và chẳng hạn như là livestream luôn, gọi tên Thi Lê luôn, và lấy cái những cái bằng chứng chứng cớ ra luôn nha. Còn về cái việc á, trước khi mà mình soi mói và giống như là cái chuyện đời tư người ta, hay là soi mói những cái việc làm của người khác, thì mình hãy xem soi xét lại cái bản thân của mình. Thì Thi Lê nói thẳng luôn, những người mà hay soi mói soi xét về về bản thân của người khác đó, thì chắc chắn mình đang tự nói về cái bản thân của mình là như vậy đó. Mình đang giống như là đang tự nói ngược lại là cái bản thân mình xấu xa như vậy đó cả nhà. Thì hôm nay Thi Lê có nhận được cái điện thoại của một cái người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi rồi, năm nay cô cũng 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh là chớ chiêu là có 5 người con, nhưng mà trong số 5 người con đó thì có vài người con bất hiếu, mà cổ thì bị chặt bỏ từ khi mà cô mang bầu con gái út, và xong xuôi rồi á thì cô có một cái nhà thôi, mà bị 4 đứa con, trong 5 đứa con đó thì có vài đứa con mà nó buộc, nó trói cô lại và nó dán băng keo bít miệng cô lại luôn, coi như là nó ép buộc là cô phải bán căn nhà đó để chia ra cho tụi nó. Và cái tin tức này và được báo An Giang đăng tải luôn cả nhà. Thì hôm nay người cô này muốn cầu cứu Thi Lê là về cái vấn đề là bây giờ không có nhà cửa để ở, ở nhà trọ thì bị chủ nhà trọ đuổi, vì hoàn cảnh của cô là cũng là cô từng lụm nhặt được 3 bé chó, và hôm nay nó sanh được một bé nữa, là tổng cộng là 4 bé, mà bây giờ chủ nhà trọ đuổi thì coi như là không có chỗ để nuôi mấy bé. Cô thì phải đi làm mướn cho người ta rửa chén rửa bát ở nhà hàng, còn mấy bé chó thì cô còn tạm gửi nhờ nhà người ta, nhưng mà người ta không có chấp nhận được những bé chó đó, thì cô phải đành cầu cứu Thi Lê. Mà cả nhà cũng biết rồi, từ đây mà xuống về Châu Đốc An Giang á, nó khoảng là hơn 300 cây số, mà nếu mà thuê một chiếc xe tải mà chạy xuống dưới á, thì Thi Lê cũng có hỏi rồi, nó đến tiền khoảng 60 triệu rồi, 5 6 7 triệu bạc này. Còn thuê một chiếc xe mà 7 chỗ 9 chỗ gì đó mà chạy xuống dưới thì một ngày á, tốn 1 triệu mấy, và tiền xăng nữa tốn rất là nhiều luôn. Và bây giờ giá xăng đang lên nữa cả nhà, thì tốt nhất thì Thi Lê có bàn bạc với lại cô, bây giờ một á là con sẽ tìm bằng mọi cách, con sẽ thuê xe xuống dưới con rước 4 con bé về. Còn hai là con sẽ nhờ cô kiếm một chiếc xe nào đó, hỏi người ta giá xe bao nhiêu, rồi xong xuôi em chở bé lên đây cho con. Và bây giờ con sẽ đăng tải cái đoạn clip này lên mạng xã hội, và để mà mọi người xem được cái đoạn clip này, và có thể mà giống như là yêu thương bố bé, và có thể là mỗi người một ít, có thể là để giúp cho Thi Lê để có kinh phí để giúp cho cái người cô này có thể mà mang 4 con bé lên máy ấm cho Thi Lê nha cả nhà. Không cả nhà, thì ở trong cuộc sống này mà, thì người này thấy người kia có cái nọ thì lại ganh tị cả năm, coi như cũng khó nói lắm cả nhà ơi đó. Mà không hiểu sao nữa, mà mình cùng là một poster, cùng là một coi như là chí hướng, là coi như là cái mục đích của tụi mình. Poster là sao? Là cứu hộ những cái con bé chó, mấy con bé mèo, những con động vật bị bỏ rơi cả nhà. Mà tại sao mình không có mà
phối hợp với nhau, hợp tác với nhau để mà giải cứu cái con bé chó về một cái mái ấm an toàn. Mình cùng mục tiêu và mình cùng mục đích mà cả nhà. Mà tại sao mình lại đi mà nói xấu qua nói xấu lại như vậy? Thì mình làm như vậy cho giống như là tất cả mạnh thường quân, tất cả quý bà của chúng mạnh thường quân sẽ coi như là xôn xao nữa, mà cũng chả giúp được cái gì luôn. Chị Lê nói thật luôn, vợ chồng chị Lê chỉ sợ mấy chồng con bé chó nó khổ thôi. Chị Lê chỉ thương là thương mấy con bé chó thôi, thương mấy trăm đứa con của chị Lê thôi. Chứ nói thật luôn, một cái con người như vậy á, coi như là bước đi. Thì một lần nữa chị Lê xin chào tất cả quý bà con chú mạnh thường quân. Chị Lê lúc nào cũng chúc cho tất cả quý bà con chú mạnh thường quân lúc nào cũng có một cái sức khỏe thực sự dồi dào và ok, và thực sự hạnh phúc. Chị Lê xin